SBTN sẽ tổ chức cuộc thi hát cho các lứa tuổi từ 13 đến 19 tuổi nhằm khuyến khích một sân chơi cho thế hệ trẻ tiếp nối dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giải thưởng giá trị để ghi danh xin vào trang nhà www.sbtn.tv, điền mẫu ghi danh dự thi và video clip một bài hát gửi qua email tingvoice.sbtn.tv hoặc gọi 714-636-1121. Nếu không chăm sóc cho thế hệ tương lai, chúng ta sẽ không còn dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Cuộc thi sắc đẹp Neo Queen mùa thứ nhì 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu. Tất cả các thí sinh có liên quan đến lĩnh vực Neo trên toàn thế giới như giáo viên ngành Neo, học viên, managers, thợ nail, chủ tiệm nail, các công ty, cửa tiệm cung cấp sản phẩm ngành nail. Kể cả các sắc dân đều có thể tham gia cuộc thi Nail Queen 2023, không giới hạn tuổi tác. Xin vào trang nhà để lấy mẫu ghi danh sbtn.tv, lệ phí ghi danh 50 Mỹ Kim, hạn chót nhận đơn ngày 1 tháng 5 năm 2023. Chi tiết xin liên lạc email nailqueen.sbtn.tv Bảo trợ cho chương trình liên lạc 714 636 1121 hoặc 714 902 5869. Trân trọng kính chào quý khán giả theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 14 tây tháng 4 năm 2023. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phê Long và kính chào khán giả SVTN Thưa quý vị, sáng nay chúng tôi có một tin breaking news là chỉ vài giờ trước khi ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đáp máy bay xuống Hà Nội, thì chính quyền cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho một blogger nhà đấu tranh là đó là bà Phạm Thanh Nghiên và bà đã được đi Mỹ tị nạn. À, bản tin của nhật báo Người Việt cho biết là bà Phạm Thanh Nghiên cộng tù nhân lương tâm cùng chồng và một đứa con đã đến Houston, tiểu bang Texas vào đêm hôm qua. Tức là đêm thứ năm 13 tháng 4 ở à, một nhà hoạt động không có nêu danh tính xác nhận với nhật báo người Việt như thế và cho biết chuyến bay của gia đình bà Nghiên quá cảnh tại Doha ở bên Qatar à, blogger nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên 46 tuổi là tác giả cuốn những mảnh đời sau song sắt từng bị tù 4 năm với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự tại Việt Nam bà Nghiên được biến đến là bạn thân của blogger Phạm Đoan Trang một nhà báo tự do đang bị 9 năm tù và Phạm Đoan Trang cũng là cái người mà thưa quý vị ngày hôm qua tôi đưa tin là ông phil, Roberts, uh, phil, uh, phil robertson là phó chủ tịch của um, human Rights watch ở isia ở châu á cũng đã viết thư kêu gọi là ông blinken gây sức ép với chính quyền việt nam vấn đề nhân quyền và thả tự do cho bà phạm đoan trang cũng như là lên án việt nam trong cái chuyện mà um, ngày hôm kia um, kêu án 6 năm tù với ông nguyễn lân thắng trở lại với bà phạm thanh niên thì uh, bà chồng bà hồi nãy quý vị thấy trên màn hình đó cũng là một cụ tù nhân chính trị tên là huỳnh anh tú hồi trước đây bị mặn cũng bị 14 năm tù và mãn án năm 2013 sau đó thì hai người kết hôn vào cuối năm 2015 vợ chồng bà từ hải phòng dọn vào sài gòn sống tại khu vườn rau lục hưng cho đến năm 2019 thì khu này bị cưỡng chế à, vào tịp, dịp mà cận tết kỷ hợi chắc quý vị còn nhớ cái vụ đó chuyến đi tị nạn của bà nghiên diễn ra chỉ vài giờ trước lúc ông Lincoln đến Hà Nội vào tối hôm nay. Và lát chúng tôi sẽ cho quý vị coi cái đoạn video đó. À, theo nguồn tin của Nhật Báo Người Việt là gia đình bà Thạm Thanh Nghiên đã làm hồ sơ đi tị nạn tại Mỹ từ vài năm trước. Nhưng bà giữ kín chuyện này vì không muốn ồn oh ào. trước khi đi Mỹ thì bà rất uh, giữ im lặng. Bà được ghi nhận giữ, giữ im lặng hoàn toàn. Nhưng mà hồi năm ngoái bà có chia sẻ trên trang Facebook Phạm Thanh Nghiên là hơn 3 năm kể từ sau khi vườn rau Lộc Hưng bị dập đây là chuyện, lần chuyển nhà thứ ba. Nếu tính hai lần đi ở nhờ thì đã tác túc năm chỗ khác nhau. Mong rằng đây là nơi cuối cùng để rồi chẳng phải thu dọn đồ đạc thêm lần nào nữa. À, tức là bà nói vậy có cái bây giờ nhìn lại là kỳ vọng. Không? kỳ vọng là đi Mỹ. Tức là bây giờ không phải dọn lần nào, không dọn lần cuối cùng, dọn bằng máy bay. À, bà Nghiên cũng biết thêm như là với nhiều người trong đó gia đình tôi. Đến vài mét vuông ở Sài Gòn còn không dám mơ tới nói chỉ đến 40 mét, mét vuông đất. Chẳng ai đủ hoặc gần đủ khả năng mua đất mua nhà dù là nhỏ mà phải chấp nhận đi ở nhà thuê Nhất là cái cảnh đi nhà thuê cũng khó khăn và thấp thỏm như nhà tôi Và thưa quý vị chúng ta biết là hồi năm 2017 tổ chức nhân quyền Frontline Defender tại Dublin Island Đã đề cử bà Phạm Thanh Nghiên vào top 5 của giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp Hồi năm 2009 bà Phạm Thanh Nghiên đã được tổ chức theo dõi nhân quyền đó là Human Rights Watch mà chúng tôi vừa đề cập đó trao giải Helmut Hammett đó là cái uh, trường hợp bà Phạm Thanh Nghiên như vậy là Việt Nam cứ chơi cái chiêu này Mỹ cứ dính hoài Long à cứ mỗi lần như, 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 như đi là chúng tôi mới muốn lại bắt người khác bắt người khác cứ mỗi lần qua chúng lại thả ra à, ừ. hoặc là các giới chức Việt Nam đi qua Mỹ thì họ lại thả ra. À, thì, hồi nãy uh, anh dạ. có một, anh có nói một câu tôi hơi thắc mắc vâng. là anh có nói là chính phủ Việt Nam trả tự do dạ. hình như trong thời gian vừa qua bà hình như bà đã được trả tự do bà sống bà sống bà sống như, như, như bình thường như mọi người bà dọn đi dọn lại nơi này nơi kia từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi đi qua chỗ Hải, 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 phòng, Hải phòng Hải Phòng đại khái như thế à. chứ là bà không có bị giam nữa đúng không anh là có nghĩa là Việt Nam cho bà đi thôi vậy vậy là anh không ừ. không, không à. anh không hiểu ông Trâm bằng tôi vậy không à. hiểu giới đấu tranh nhân quyền bằng tôi luôn đối với đấu giới đấu tranh nhân quyền đó à. còn trong Việt Nam là vẫn còn ở tù thế thì họ đấu tranh cái gì à, thế, thế, bởi cho nên họ đang đấu tranh và họ vẫn ở trong nhà tù lớn ra khỏi nhà tù nhỏ vẫn là nhà tù lớn có hiểu không? đó họ họ nói với nhau mà khi mà đi ra khỏi nước ngoài tôi được trả tự do đi ra đây mới thực sự là tự do đó ý họ nói là như thế là ở chồng bà cũng vậy được trả tự do đâu ra khỏi nhà tù nhỏ là còn nhà tù lớn anh nhớ chưa đó nói để anh hiểu là đó là ngôn ngữ của giới đấu tranh họ nói như thế và và <laughs> nhân anh hỏi nói anh luôn tự do đó cũng nhiều người định nghĩa lắm nó tùy theo người định nghĩa như tôi đang ở xứ tự do mà tôi đâu được tự do đâu anh tự do về chuyện khác Không không, không. tự do về chuyện khác Chuyện gì Anh biết cái, cái tự do của anh là nó khác Tôi là về Tôi đi ra ngoài cũng không được tự do luôn Về nhà là càng không tự do nữa Anh hiểu chưa Tôi là không bao giờ tự do Sau cái, cái ngày có là Mỗi một dặm đi xe của anh là đều bị quản lý coi Mỗi sau ngày đi làm chỉ có 10 dặm là đúng 10 dặm anh, thôi anh biết Đi quá cái, 11 dặm là có cái, cái đây Cái ngày mà anh gọi là đeo nhẫn vô Ta gọi là ký bản án trung à, thân Anh có biết không anh là <laughs> à, nói vui tí xíu để chương trình buổi sáng đi nhưng mà chúc mừng bà Phạm Thanh Niên và gia đình coi như đến Houston tiểu bang Texas à, để mà hưởng không khí tự do thật sự à, và đó là cái chuyện bà Phạm Thanh Niên thì à, sáng nay một đồng nghiệp của tôi à, ở Mỹ về à, đưa tin cái à, chuyến đi của ông à, ngoại trưởng Anthony Blinken có gửi cho ông tôi một cái đoạn video ông đáp máy bay xuống phi trường Nội Bài xin mời các thật cho coi laptop của tôi đây à, xin lỗi vị đây là nó nó tự nhiên nó hơi chậm một tí xíu để tôi thu hình nhỏ lại à, hồi nãy hồi nãy nó lên ngon lành à đây 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 Đó là cái mỏ lớn quá đây đây là chiếc máy bay Air Force mà không phải Air Force One <cười> <cười> Air Force Five <5. cười> tôi gọi Air Force Five đáp xuống bây giờ đợi. ở đây quý vị thấy một nhân viên uh, an ninh ra lệnh ông ấy ông bảo OK clear rồi mới bước xuống à, gật đầu mới bước xuống và đáng lý ông đáp <laughs> máy bay xuống vào lúc 7 giờ tối uh, nhưng mà bị uh, hoãn lại mất 45 phút Lý do là trời Hà Nội mây mà mây nồm Nó gọi là mây nồm đây Cái người ra đón ông là quý vị sẽ thấy là một người đầu hói uh, thấp thấp người Đó là ông uh, đó, thấp, đó, đó đeo kiến đó là ông này là ông Lê Chí Dũng Vụ trưởng vụ uh, uh, châu Mỹ Ông này là con của ông Lê Văn Bàng Là đại sứ uh, Việt Nam uh, tại Liên Quốc đầu tiên Và sau này là đại sứ của Việt Nam tại Mỹ đầu tiên mà người ta gọi là đại sứ bắt sò đó và chúng ta thấy có cả ông mark napper đại sứ của mỹ tại việt nam cũng đã đón ông anthony blinken và sau đó thì ông lên xe đi về uh, thẳng một đường về uh, ngõ tràng tiền à, để ăn cơm tay cầm à, đây thưa quý vị để đoàn xe đi và cái này là đi vào cái cảng uh, gọi là cảng vip anh long biết không tức là cái chỗ mà chỉ các cái uh, mà gọi là uh, lãnh đạo đi tức là không phải đi qua cái uh, gọi là cái uh, khám xét đó đại khái là cái cái đó thì thưa quý vị ông Anthony Blinken uh, như vậy là tối nay ăn cơm ở tại uh, ngõ Tràng Tiền uh, sau đó đi nghe nhạc ra ở đằng sau nhà hát lớn và theo dự trù là sáng ngày mai ông sẽ hội kiến với lại ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và sau đó thì uh, đến uh, nhà khách chính phủ hội đàm với ông uh, Ngoại trưởng Việt Nam là Bùi Thanh Sơn về các vấn đề song phương thì đây mới là cái thực chất họ sẽ bàn với nhau chuyện là liệu ông biden có đi qua việt nam hay không à, liệu ông nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản việt nam có đi qua mỹ vào tháng 7 hay không đó là cái chuyện làm sau đó thì ông bùi Thanh sơn sẽ đi vào văn phòng trung ương đảng và tiếp kiến ông tổng bí thư nguyễn phú trọng của đảng cộng sản việt nam cũng như gặp ông lê hoài trung là vụ trưởng à, à, trưởng ban đối ngoại trung ương đảng rồi sau đó thì có thể là ông uh, sẽ đi thăm uh, nhà thờ. À xin lỗi gì nhà dòng Thánh Phaolô thành Trác. Và rồi ông dự cái lễ động thổ ở tại quận Cầu Giấy uh, để mà cái nơi trong tương lai sẽ xây cái tòa đại sứ của Mỹ tại Việt Nam. Uh, rồi ngày hôm sau thì ông sẽ có cuộc họp báo tại uh, ở tại uh, à xin lỗi ngay buổi tối nhé, sẽ có cuộc họp báo tại tòa đại sứ Mỹ mà hiện nay ở số 7 Láng Hạ Hà Nội và trước khi lên đường đi qua Nhật dự uh, hội nghị uh, các ngoại trưởng của nhóm G7 đó là cái nghị trình của ông là như thế, thưa ông. Vâng, à, những cái vấn đề liên quan đến chuy chuyến đi của ngoại trưởng Blinken ngày hôm qua chúng tôi nói cũng rất là nhiều và rất là sâu. thì chúng ta chỉ chờ đợi trong uh, sau cái chuyến đi này những cái thông tin nào được đưa ra thì chúng ta mới biết được là cái uh, uh, đường đi nước bước giữa hai quốc gia trong thời gian sắp tới và liệu rằng sẽ có thêm một người nào đó được thả ra sau khi ông một là ông Biden đến Việt Nam, hai là ông Trọng đến Mỹ, nhưng mà chúng tôi sẽ bắt thêm người khác vào để bù vào cái vào cái chỗ trống đấy, thì cái chuyện đó chúng ta thấy rằng là uh, cái cách hành xử đó là chúng ta nhìn nó quá quen thuộc. Uh, nhưng mà mình nhìn quen thuộc như thế, nhưng mà điều đó có justify không? Có có trở thành một cái điều mà đúng để để mà uh, chúng ta quan sát và chúng ta coi như là chuyện đó là chuyện bình thường. À, thực ra là nó là cái chuyện bình thường giữa hai bên từ trước tới giờ à, khi mà Mỹ á họ đã chú ý đến Việt Nam đó à, tôi vừa rồi tôi có đọc một cái bài họ nói là là, là Việt Nam phải à, cảm ơn Trung Quốc anh biết không nhờ Thế. Trung Quốc nhờ Trung Quốc quậy à, quậy với Mỹ như vậy đâm là Việt Nam có giá và khi Việt Nam có giá đó thì nhân quyền Việt Nam xuống giá đó là cái điều mà chúng ta thấy và tôi đã nói nhiều lần trên chương trình này Tôi nhắc lại Quý để ý từ thời Tổng thống Barack Obama Cho đến bây giờ Tức là sau khi mà uh, Ông Trương Tấn Sang Chủ tịch nước lúc đó đi sang bên Mỹ Gặp ông Obama và Mỹ Việt Nam Nâng cấp quan hệ đối, đối tác toàn diện năm 2013 Rồi sau đó ông Nguyễn Phú Trọng Và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Qua bên Mỹ thăm và vô tòa Bạch Ốc Được ông Obama tiếp Và 2016 ông Obama đến Việt Nam Và Bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam Thì từ đó nhân quyền Việt Nam nó xuống Người ta chú ý những cái chuyện khác nó quan trọng hơn Và năm 2017 Khi mà ông Donald Trump Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam uh, Và ra tuyên bố chung với ông Trần Đại Quang Là chủ tịch nước lúc đó Thì có 14 điểm trong đó nhân quyền đứng hàng thứ 10 Và chỉ có 14 chữ thôi đó, Tôi nhớ mãi chuyện này Và bây giờ thì thưa anh Trong tất cả văn bản của Mỹ cái Chữ nhân quyền làm hạn chót Đấy. Đó là điều thật sự biết sao bây giờ thế giới nó như thế yeah. à. và xin quý vị đừng rời màn hình fptn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại